Việc khắc phục các điểm hư hỏng dọc tuyến quốc lộ khu vực miền Trung do mưa lũ phải cần đến hàng trăm tỷ đồng, thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam hôm qua. Có tới hàng trăm điểm sạt lở ta luy âm, ta luy dương dọc tuyến quốc lộ qua khu vực miền Trung, nhiều đoạn đường bị đứt gãy, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Thiệt hại nặng nề nhất là các tuyến quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, quốc lộ 8, quốc lộ 9, quốc lộ 12A. Hệ thống quốc lộ bị thiệt hại ước tính hơn 350 tỷ đồng. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất một khoản kinh phí khẩn cấp khoảng 100 tỷ đồng để khắc phục bước đầu các điểm hư hỏng trên các tuyến quốc lộ.